Hello anh em, đã quay trở lại với cả Real Tech. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả thông não công nghệ nha anh em. Đã từ rất lâu rồi chúng ta không đến với cả thông não công nghệ đúng không? Đấy, nói chung là chắc là cũng phải được vài tháng rồi anh em. Nhưng mà ok không sao, series này vẫn còn anh em ạ. Và nó chẳng qua là nó lặn hơi lâu thôi. 5 giây dành cho quảng cáo thì chắc là anh em cũng biết hết rồi đúng không? Gần như tất cả những cái linh kiện PC, rồi laptop, rồi gaming gear đây này. Đó, thì mình hầu như là mình đều mượn từ bên là Nguyễn Công PC. Thế nên là có gì ấy, link của Nguyễn Công PC mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và anh em nhớ click vào đấy để ủng hộ mình nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì với số thông não công nghệ lần này, như tiêu đề của video, anh em nhìn xuống tiêu đề của video là anh em cũng có thấy đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải thích xem, đấy chính là đối với CPU dòng F của Intel, nó sẽ là của Oi hay nó sẽ là của Thơm nhá. Mình đưa ra cái chủ đề này thực ra đấy chính là vì mấy hôm nay mình đọc được mấy comment, đấy chính là có rất rất nhiều anh em, đấy chính là anh em đang phân vân là không biết là nên chọn CPU dòng F hay là không. Liệu dòng F nó có phải là một cái gì đấy nó bị lỗi, rồi là liệu nó có phải là của Oi không, tại sao giá nó rẻ thế, rồi có nên mua không thì quá trời câu hỏi xoay quanh đấy chính là CPU dòng F. Thì ok, trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ phải hiểu CPU dòng F nó là cái gì đã nha anh em. Đối với CPU dòng F của Intel á, thì anh em có thể thấy đấy chính là nó đã xuất hiện từ cách đây, đấy chính là từ mấy con đời 9 đúng không? Đời 8 hất về trước là chúng ta không có. Chỉ có 8700K, 8600K, 8600 thứ. Nhưng mà từ đời 7, từ đời 9 là anh em sẽ thấy đúng không? Chúng ta có con 9400F này. Đấy, chúng ta có con 9700F này, 9700KF này, rồi 9900KF này, rồi lên đến đời 10, đời 11, đời 12 chúng ta đều có những con CPU dòng F. Vậy cái dòng F đấy nó là gì? Nói một cách nhanh, gọn lẹ và dễ hiểu, đấy chính là những con CPU dòng thường nào mà nó bị hỏng cái eGPU thì nó chính là dòng F. Đó. Và thành ra sự khác biệt giữa những con CPU thường, ví dụ như là con 12700K và con 12700KF, đây chính là cái nhân card đoạn tích hợp thôi. Thành ra là nó chả khác biệt gì nhau mấy đâu anh em, nó hơn nhau ở cái card đoạn tích hợp. Thế nên ai cần cái card đoạn tích hợp thì dòng F nó sẽ không ngon, nhưng mà ai không cần cái card đoạn tích hợp thì dòng F là cực ngon. Đó. Nó ngon như thế nào? Đấy chính là đối với những anh em chơi game nhá, thì anh em có cần đến card đoạn tích hợp không? Không. Đối với anh em làm về đồ họa 3D, rồi render 3D, rồi là dựng đồ họa kiến trúc các thứ, anh em có cần card đoạn tích hợp không? Không. Đấy, thế thì với mấy con CPU dòng F nó có ngon không? Ngon vãi đái, đúng không? Với một con Intel Core i7-12700K mình chả nhớ rõ giá nó là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn một điều đấy chính là dòng F nó sẽ rẻ hơn cho anh em vào đâu đó khoảng tầm từ vài trăm nghìn cho đến 1 triệu. Mà chỉ cần nhìn đơn giản thôi, đấy chính là em Intel Core i3-12700F giá nó bao nhiêu? 3 triệu. Nhưng mà 12700 thường nó là giá bao nhiêu? Hơn 4 triệu. Anh em rẻ hơn gấp rưỡi giá, đúng không? Đấy, nó rẻ hơn rất là nhiều. Thành ra đối với những anh em nào chơi game này, làm kiểu đồ họa kỹ thuật này, đồ họa kiến trúc xây dựng này, đồ họa 3D các thứ này, cái card đoạn tích hợp nó không hề tham gia gì vào trong quá trình sử dụng của anh em cả, thì nó quá ngon, nó quá tuyệt vời. Hãy cứ mua dòng F, giá nó rẻ hơn và độ bền nó không khác gì nhau cả. Đấy, mình phải nhấn mạnh ở đây, đấy chính là độ bền giữa dòng F và dòng không có F nó không khác gì nhau cả. 10700K, 10700KF như nhau. Và trong quá trình trước đây mình đã từng được trải nghiệm đối với một số doanh nghiệp mà mình đã tư vấn trước đây thì họ có phản hồi lại cho mình như thế này, đấy chính là với những con CPU dòng F, bởi vì nó không có card đoạn tích hợp, thành ra là trong quá trình vận hành, nếu mà anh em vận hành thời gian dài, chạy từ ngày này qua tháng khác, chạy liên tục thì những con CPU dòng F có tính ổn định hơn, nó ít lỗi hơn so với cả những con CPU có card đoạn tích hợp. Đấy, đây cũng sẽ là một điểm lợi của những con CPU dòng F. Nhưng những con CPU dòng F nó sẽ không phù hợp cho ai. Đấy, nó sẽ không phù hợp cho ai. Anh em phải để ý cái này nhá. Đấy chính là bởi vì cái card đoạn tích hợp của Intel được tích hợp ở bên trong đấy, mình không quan tâm đấy chính là cái hiệu năng chơi game của con card đoạn tích hợp nó như nào. Vứt. Nó chả ra gì đâu anh em. Nhưng mà bên trong con card đoạn tích hợp chúng ta có một bộ nhân encoder và decoder ở bên trong đấy rất mạnh. Và nếu như anh em đang xài DaVinci Resolve mà anh em dùng cái eGPU của Intel là nó hỗ trợ anh em full codec từ H.264 đến H.265, 422, 420, 8-bit, 10-bit, nó hỗ trợ bằng sạch. Đó, thành ra là đối với anh em nào làm video editing thì cái card đoạn tích hợp của Intel nó là một cái cứu cánh của anh em để làm cho cái workflow của anh em, để làm cho công việc của anh em nó được mượt mà hơn, nó được tối ưu hơn, nó được chỉnh chu hơn. Cái bộ encoder và decoder ở bên trong cái card đoạn tích hợp của Intel nó, mình sẽ giải thích dễ hiểu cho anh em như này. Đấy chính là đối với một cái video không nén thì chúng ta không cần phải giải mã, đúng không? Là video RAW này, video ProRes này, thực ra ProRes thì có nén một tí, nhưng mà đối với những cái video RAW này, Red RAW, Arri RAW, Blackmagic RAW thì nó sẽ ăn vào ổ cứng là chính,
ổ cứng càng nhanh càng tốt. Nó là raw mà, nó đâu cần phải giải mã đâu, đâu cần một con CPU mạnh đâu, đúng không? Đấy, nhưng mà đối với những định dạng video ví dụ như là H264 và H265 mà chúng ta đang sử dụng một cách đại chúng bây giờ á, đa phần con máy quay đang quay bây giờ đều dùng H264, H265. Ví dụ mình đang xài XT3 đang quay H265 10 bit chẳng hạn. Đấy, anh em dùng A7S3, A73 các thứ á. Đó là video đã nén rồi. Đấy, và đã nén rồi thì anh em sẽ phải cần một cái gì đấy để giải nén nó ra, và sau khi chúng ta xuất file thì chúng ta lại nén nó lại. Đó, thì cái bộ encoder và decoder ở bên trong CPU á, nó sẽ giúp ích cho anh em cái quá trình đấy. Đồng ý là cạc rời cũng có thể giúp anh em làm được quá trình đấy, nhưng mà cạc rời nó không nhanh bằng cái eGPU, và cũng như đấy chính là nó không hỗ trợ nhiều codec bằng eGPU. Đấy, đối, nên là đối với những anh em nào làm video, đấy, anh em dùng Premiere, anh em dùng DaVinci Resolve, đó, thì anh em nên chọn những con CPU không có ép để nó có thể tối ưu công việc của anh em hơn. Thay vì đấy chính là cùng một khối lượng công việc đấy chúng ta chỉ nhét vào CPU và cạc đoạn rời, thì bây giờ cùng một khối lượng công việc đấy chúng ta phân ba nó ra: CPU, cạc đoạn rời, cạc đoạn tích hợp. Đấy, CPU sẽ xử lý những cái CPU effect, xử lý khung. Đấy, cạc đoạn rời nó sẽ xử lý về màu sắc, xử lý về GPU effect. Rồi cạc đoạn tích hợp nó sẽ xử lý về encoder và decoder. Công việc có tối ưu không? Cực kỳ tối ưu. Đó, thì cái CPU dòng F nó là của ôi hay nó là của thơm, nó sẽ là tùy vào từng đối tượng. Đấy, như nãy giờ chúng ta sẽ rút gọn lại. Đó, đối với những em nào là gamer, anh em làm về đồ họa 3D, anh em chả cần đến cái cạc đoạn tích hợp, thì dòng F là một trong những dòng CPU ngon nhất mà anh em có thể tìm, và nó cực kỳ tối ưu tầm giá cho anh em luôn, rất ngon. Ừ, đó. Và CPU dòng không có F như dòng thường á, 10700K F, rồi là 10700K thứ á, rồi thì đó sẽ là dòng VDV dòng rồi CPU như kiểu là Intel Core 7, 10700, rồi là 10700K các thứ á, thì nó sẽ là hướng đến những anh em kiểu như là làm video thì nó sẽ ổn hơn, hoặc là anh em không muốn dùng cạc rời thì có cạc đoạn tích hợp đương nhiên là nó sẽ ok hơn rồi, đúng không? Với cả là những con cạc đồ họa mà những con CPU mà nó có cạc đoạn tích hợp á, thì nó sẽ có lợi hơn một cái này nữa, đấy chính là lỡ mà con cạc đồ họa của anh em có ngỏm á, thực ra cái tỷ lệ này nó nhỏ lắm, nó còn chưa đến 1% cơ, nhưng mà lỡ cái cạc đồ họa của anh em có ngỏm á, thì anh em còn cái eGPU để dùng. Đấy, nói chung là cái vấn đề xoay quanh CPU dòng F nó chỉ có như thế thôi anh em. Nó không ôi đâu. Thực sự F là một trong những sự lựa chọn mà đối với nhiều anh em thì thực sự nó là rất là tuyệt vời. Thì không biết ý kiến của anh em như nào, hãy comment phía dưới nhá. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Còn bây giờ là sẽ là mình lặn tiếp đây.